Bài này chúng ta sẽ nói đến copy trong Blender. Đó là sự nhân bản. Trong Blender tôi đang sử dụng cái phiên bản là 4.1.0 Alpha. Ở đây chúng ta có một cái đối tượng là cái hình lập phương này. Bây giờ chúng ta muốn copy thì chúng ta vào object, chúng ta sẽ có là duplicate object, đó là chúng ta copy ra một đối tượng mới. Chúng ta có duplicate link, đó là chúng ta tạo ra một cái đối tượng mà nó liên kết với đối tượng này ha. Hoặc là chúng ta bấm phím phải, ở đây chúng ta cũng có cái duplicate object và duplicate link. Rồi, để phân biệt hai cái này thì tôi sẽ shift D, đó là duplicate object ha. Như vậy thì khi duplicate object á, thì một cái đối tượng mới được sinh ra và bạn tự do bạn đặt cái vị trí nó. Nhưng mà như vậy thì nó lộn xộn, chúng ta có thể nhấn Ctrl để chúng ta snap nó vô. Đây, chúng ta cần snap nó vô ha. Rồi, ở đây tôi có một cái nhấn Shift D nữa. Chúng ta nhấn Ctrl, chúng ta snap nó, ví dụ như vậy. Rồi, như vậy là tôi đã có được hai cái đối tượng mà chúng ta Shift D. Bây giờ đối tượng này tôi Alternate D. Alternate D tôi cũng nhấn Ctrl để chúng ta có ở bên đây. Rồi, chúng ta nhấn Alternate D. Ta tiếp tục, chúng ta nhấn Ctrl để chúng ta có một cái đối tượng này. Như vậy là ở đây chúng ta đã có được là các đối tượng. Bên đây là cái dải này là Alternate D, cái dải này là Shift D. Như vậy nếu mà tôi đổi cái màu sắc này, tôi vào cái phần Material này, tôi bấm New và tôi đổi màu, tôi bật qua chế độ là màu sắc này, tôi để màu. Và ví dụ tôi để màu như vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng những cái mà Shift D nó sẽ không có liên kết với lại cái đối tượng gốc, mà cái Alternate D nó mới liên kết với đối tượng gốc. Và thậm chí nếu mà bạn vào trong bạn chỉnh cái đối tượng như Edit Mode này, chúng ta định chỉnh cái node cho đối tượng, ví dụ đây, thì những cái này nó cũng là liên kết theo. Như vậy đây là những cái phiên bản, những cái instance, những cái dạng thể hiện của cái này. Còn đây là một cái đối tượng mới. Đây là đối tượng mới. Rồi, như vậy thì khi mà chúng ta cần mà tiết kiệm bộ nhớ thì chúng ta sẽ tạo theo cái hướng này. Theo cái hướng mà chúng ta Alternate D. Hoặc là chúng ta muốn thay đổi hàng loạt thì chúng ta sẽ tạo theo cái hướng Alternate D. Ví dụ như mái ngói trên mái nhà, những cái ngói trên mái nhà, những cái vẫy trên thân cá, hoặc là một cái chân bàn, thì chúng ta sẽ Alternate D ra bốn cái chân bàn. Như vậy chúng ta điều chỉnh một cái chân bàn thì tất cả những cái khác điều chỉnh theo. Tuy nhiên thì có một số trường hợp cái Shift D nó vẫn bị liên kết với lại cái gốc. Trong trường hợp chúng ta đã áp cái chất liệu, ví dụ đây chúng ta áp chất liệu đi, tôi cho chất liệu này là cái ấy màu này. Rồi, như vậy chúng ta có một cái chất liệu là Material 002, đặt tên gì cũng được ha. Rồi, như vậy ở đây chúng ta Shift D nè. Chúng ta Shift D, chúng ta nhấn Ctrl để chúng ta sắp nó. Rồi chúng ta Shift D để chúng ta nhấn Ctrl sắp nó, thì bạn thấy rằng là nó cũng có cái màu giống như cái màu gốc ha. Và thậm chí khi mà chúng ta đổi màu đây nè. Chúng ta đổi màu thì nó cũng đổi màu thêm một lượt luôn. Đó là bởi vì ba cái đối tượng này nó dùng chung một cái màu sắc là cái Material 02. Như vậy nếu bây giờ mà bạn muốn hoàn toàn nó là một cái đối tượng mà không liên kết gì với đối tượng cũ á, thì chúng ta bấm bỏ đi. Chúng ta bấm bỏ đi. À, như vậy thì lúc bây giờ chúng ta áp cái màu mới cho nó thì nó sẽ không ảnh hưởng gì với đối tượng cũ hết. Đó là vấn đề mà chúng ta nhân bản và màu sắc cơ bản trong Blender.